Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2019 tiếp tục tăng vì sản phẩm gỗ Việt Nam đang được nhiều nhà nhập khẩu lớn quan tâm. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, xuất khẩu lâm sản của Việt Nam năm 2019 sẽ đạt con số 10,5 tỷ đô la Mỹ. Nhận định về thị trường xuất khẩu năm 2019, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho rằng không quá kỳ vọng vào thị trường EU do tỷ trọng xuất khẩu không lớn. Một năm EU chỉ nhập khẩu 700 đến 800 triệu đô la Mỹ từ Việt Nam, chiếm khoảng 10% xuất khẩu. Trong khi đó, Trung Quốc chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhiều nhưng chủ yếu là sản phẩm thô, thị trường được kỳ vọng là Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Với thị trường Nhật Bản, theo ước tính, mỗi năm Nhật Bản cần 50 triệu tấn viên nén nhiên liệu, một loại nhiên liệu sinh khối làm bằng mùn cưa, gỗ vụn, chấu, v.v. Còn với thị trường Hàn Quốc, những năm gần đây, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này có bước tiến rất nhanh và đều. Hàn Quốc có nhu cầu về dăm làm giấy, viên nén nhiên liệu, gỗ tinh chế, đặc biệt là ván nhân tạo. Còn Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu trong xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam với tỷ trọng khoảng 35-38%. Dự kiến năm 2019, xuất khẩu gỗ của Việt Nam vào thị trường này sẽ đạt 4 tỷ đô la Mỹ.